Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành với chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 5, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Long An tổng kết chỉ số PCI và PABI năm 2020. Các địa phương trong tỉnh sẵn sàng cho ngày bầu cử. Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi năng lực sản xuất vaccine COVID-19. Chiều ngày 12 tháng 5 2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được tham dự diễn đàn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Thành, xã An Thạnh và khu nhà trọ Quỳnh Gia, xã Lương Bình, huyện Bến Lức. Đây là một trong những hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trong tháng công nhân năm 2021, là nơi để đoàn viên công nhân lao động bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm. Thông qua diễn đàn còn giúp cho các cấp công đoàn nắm bắt được những vấn đề cấp bách có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, công nhân lao động, qua đó phối hợp các cấp, các ngành có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao 100 phần quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp của xã An Thạnh và xã Lương Bình. Sáng nay 13 tháng 5 2021, tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp phải quyết liệt tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, quyết tâm giữ vững và tăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PABI của tỉnh năm 2021. Trong năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Long An đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, đứng sau hai tỉnh Quảng Ninh và Đồng Tháp, thuộc nhóm rất tốt với 70,37 điểm, tăng 5 bậc và tăng 1,55 điểm so với năm 2019. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PABI đạt 42,67 điểm, đứng hàng thứ 34 trên 63 tỉnh thành, tăng 20 bậc so với năm 2019. Để tiếp tục giữ vững và tăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Long An, phấn đấu đạt 75 điểm trong năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu từng sở ngành địa phương phải có kế hoạch cụ thể trong thực hiện chỉ số thành phần, tiếp tục phát huy 7 chỉ số thành phần tăng điểm, riêng 3 chỉ số thành phần giảm điểm phải có giải pháp cải thiện, đồng thời phấn đấu đưa chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PABI năm 2021 của tỉnh được xếp trong nhóm có điểm trung bình cao trở lên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh, qua đó tạo môi trường thông thoáng, thân thiện để thu hút đầu tư. Chương trình xin được tiếp tục các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Long An gồm các ông bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, ông Quách Cao Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An, ông Trần Quốc Luân, Trưởng ban Công tác Thanh niên tỉnh đoàn Long An, bà Ninh Thị Bích Thùy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép TVB Long An, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp xúc với gần 500 cử tri tại huyện Tân Trụ. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện tâm quyết của mình để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi, tôn trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để có ý kiến kiến nghị Quốc hội xem xét giải quyết. Thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên cử tri huyện Tân Trụ mong muốn, các ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội phải phát huy hết vai trò trách nhiệm, phải thường xuyên gắn bó với nhân dân để kịp thời ghi nhận những bức xúc của dân, đóng góp nhiều ý kiến và tích cực tham gia chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp Quốc hội. Thay mặt các ứng cử viên, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa nếu được nhân dân tín nhiệm bầu chọn vào Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu và có những ý kiến đóng góp để Quốc hội đưa ra những quyết sách phù hợp góp phần cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Long An nói riêng, đất nước nói chung trong thời gian tới. Ngày 13 tháng 5 2021, ông Phạm Văn Bốn, Bí thư Huyện ủy Cần Chuột,
kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phước Lý. Tính đến thời điểm này, các nội dung công việc phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn xã được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo luật định, đảm bảo chất lượng. Ủy ban bầu cử đã niêm yết xong danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Tình hình an ninh trật tự đảm bảo ổn định. Hiện địa phương đang tổ chức tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời tiến hành phát thẻ cử tri cho người dân. Qua kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Bốn yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rà soát chính xác số lượng cử tri trên địa bàn, đặc biệt có phương án thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội toàn dân. Vậy là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại một số địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Hiện nay, mọi nẻo đường của huyện biên giới Đức Huệ từ trung tâm huyện đến các trục đường nông thôn đều rực rỡ sắc cờ hoa băng rôn khẩu hiệu về ngày bầu cử nhằm tạo khí thế và lan tỏa niềm vui của ngày hội toàn dân. Thì cũng rất là chờ đợi cái ngày bầu cử của mình sắp tới. Thì bản thân thì cũng gửi gắm đến các cử tri thì hãy sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài để phục vụ cho nhân dân, công tác cho bộ máy của chính quyền đạt được cái hiệu quả cao nhất. Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự quan tâm của người dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đức Huệ sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với đó, tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng cũng đã cơ bản hoàn tất các bước trong công tác bầu cử, gắn với các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Đến nay, xã Hưng Hà đã thực hiện hoàn thành các bước trong công tác bầu cử, danh sách cử tri cũng như tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Ủy ban bầu cử của xã cũng đã chỉ đạo các ban bầu cử, các tổ bầu cử đang tiến hành cấp thẻ cử tri đến từng cử tri ở trên địa bàn xã Hưng Hà. Dự kiến cho tới từ nay đến ngày bầu cử thì đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã tiến hành tổ chức các cái cuộc họp cử tri để các ứng cử viên thông qua cái chương trình hành động của mình vận động công tác bầu cử. Hưng Hà là xã giáp biên giới với nước bạn Campuchia. Hiện nay tình hình dịch bệnh phía Campuchia diễn biến phức tạp, vậy nên công tác phòng chống dịch luôn được địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng thực hiện triệt để thông điệp 5K của Bộ Y tế, khuyến cáo tạm dừng một số hoạt động không cần thiết trên địa bàn, kiên quyết không để dịch bệnh có điều kiện bùng phát làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp diễn ra. Nói chung là nhân dân chúng tôi là cử tri thì cũng vận động mọi người dân cũng cùng đi tham gia để chuẩn bị cho ngày bầu cử tốt đẹp, và chúng tôi cũng tất cả mọi người cũng là đều có một ý thức là coi như là phòng chống dịch để cho nó an toàn để vào cái ngày bầu cử 23 tháng 5 này. Ủy ban bầu cử xã cũng đã trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và khẩu trang tại các tổ bầu cử trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Chiều nay, ngày 13 tháng 5 2021, ông Mai Chăn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kết thúc giai đoạn năm 2016-2020, toàn tỉnh có 94 trên 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có một huyện là huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Và thị xã Kiến Tường có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đang lập hồ sơ trình Trung ương thẩm định để công nhận hoàn thành nông thôn mới. Từ năm 2018 đến nay, tổng vốn ngân sách tỉnh đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 380 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 8.100 km đường giao thông nông thôn, trong đó 435 km đường bê tông nhựa, 2.720 km đường láng nhựa, gần 1.500 km đường bê tông xi măng.
nhiều dự án điện quan trọng đã được đầu tư phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và tác động tích cực đến đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn. 100% xã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân nông thôn thường xuyên sử dụng điện đạt 100%, toàn tỉnh có 300 trên 590 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia. Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập đề án tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách tỉnh, công tác huy động các nguồn lực, đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ kinh phí của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe, bảo vệ môi trường. Long An đạt mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2020-2025 có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 142 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng nay, ngày 13 tháng 5 2021, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Làm việc tại huyện ủy Đức Huệ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đơn vị trong thời gian qua. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp cấp bách và cần thiết trong phòng chống dịch hiệu quả, các tình huống dịch ở cấp độ cao hơn. Tổ chức điều động gần 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ, quân dân thường trực trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia điều trị, phục vụ và bảo vệ các khu cách ly. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, công an và các lực lượng liên quan khác tham gia duy trì 36 chốt và 6 tổ kiểm soát lưu động với số lượng trên 500 đồng chí, tổ chức tuần tra kiểm soát, chốt chặn, quản lý chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn lối mở, không để xảy ra hiện tượng xuất nhập cảnh trái phép từ biên giới Việt Nam Campuchia trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương những kết quả đạt được trong công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các lực lượng trên địa bàn tỉnh Long An nói chung và của huyện Đức Huệ nói riêng. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cũng đến khảo sát thực địa tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của huyện Đức Huệ. Tại các chốt, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đã ân cần thăm hỏi đời sống của các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cao cả được Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời, Thiếu tướng tặng cho mỗi chốt một phần quà nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ tuyến đầu an tâm tư tưởng, tiếp tục cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đầy khó khăn trong thời gian tới, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, Long An vừa ghi nhận thêm một ca nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân 3.624, đây là F1. Của bệnh nhân 3.000. Bệnh nhân 3.624 là nữ sinh năm 1984, quê ở tỉnh Sóc Trăng, bệnh nhân từ Ba Lan nhập cảnh về Việt Nam ngày 27 tháng 4 và được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Lâm Viên Thanh Niên, huyện Thạnh Hóa. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với kết quả âm tính vào ngày 28 tháng 4, đến lần 2 vào ngày 11 tháng 5 kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân 3.624 được cách ly điều trị theo quy định. Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân đang được cách ly theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Đây là ca mắc COVID-19 thứ 10 trên địa bàn tỉnh. Tất cả đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Hiện Long An chưa ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, thông qua kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng trong tỉnh đã phát hiện xử lý 51 vụ, 189 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới. Tính đến hết tháng 4 2021, cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ án, 29 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố 6 vụ 9 bị can, đã đưa ra xét xử 4 vụ án 4 bị can. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh 3 vụ khác liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định. Theo báo cáo, từ đầu năm 2021 đến nay, ngành chức năng tỉnh Long An đã phát hiện 51 vụ, 189 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới. Các trường hợp trên đã bị lập biên bản, phạt vi phạm hành chính và đưa đi cách ly y tế theo quy định. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, việc xuất nhập cảnh qua lại biên giới ngày càng phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị siết chặt, kiểm soát tuyến biên giới qua địa bàn, đảm bảo tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, đường biên giới,
để ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép và tổ chức tiếp nhận cách ly y tế theo quy định. Hiện tại, lực lượng phòng chống dịch của tỉnh Long An đã thành lập và duy trì hoạt động 36 tổ, chốt thường trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới. Song song đó, lực lượng biên phòng thường xuyên thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì quan hệ hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, qua đó nắm chắc tình hình, chủ động phương án đối phó khi có tình huống xảy ra. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết theo công văn số 3663 đã áp dụng từ trưa ngày 3 tháng 5, đồng thời tiếp tục tạm dừng thêm một số hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tạm dừng thêm một số hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như câu lạc bộ bi-a, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, các điểm truy cập Internet, hoạt động thể thao, võ thuật, có tiếp xúc trực tiếp và các hoạt động sự kiện tập trung từ 50 người trở lên trong cùng một thời điểm, kể cả dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ ăn uống. Trước đó, Long An cũng tạm dừng dịch vụ như karaoke, vũ trường, spa, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng. Có chủ trương của tỉnh và phường xuống để triển khai thì ở spa mình dừng hoạt động luôn. Tại vì nó thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe cho mình, và thứ hai nữa gia đình với cộng đồng. Nói chung khi tạm dừng thì cũng mất doanh thu của cơ sở đó, nhưng mà vì lợi ích chung, bảo vệ sức khỏe cho mình thì mình ở bên đây, spa của mình cũng tạm dừng. Giờ không mong gì, chỉ mong là sớm kiểm soát bệnh dịch đó, để nhanh chóng tất cả các cơ sở mình hoạt động trở lại bình thường. Bà con thì sản xuất với lại an tâm nữa. Trước nay, spa Hoàng Yến đều lưu lại thông tin cá nhân như số điện thoại, nơi ở, tài khoản, mạng xã hội, Facebook, Zalo, để tiện chăm sóc khách hàng. Điều này cũng sẽ góp phần hỗ trợ truy vết nhanh trong điều kiện diễn ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, salon luôn duy trì đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho cả khách và nhân viên. Giai đoạn này, khi tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không cần thiết, đồng nghĩa với việc nhiều người phải gác lại vài thói quen thường nhật, nhưng hơn lúc nào hết, đây là thời điểm cần sự chung tay của cả cộng đồng để nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Mình hay tới spa Hoàng Yến để chăm sóc da. Tới đó mình thấy ở đó phục vụ rất là chu đáo, nhiệt tình từ chủ tiệm tới nhân viên. Từ khi có dịch, mình tuân thủ theo nhà nước, ở nhà không có tụ tập đông người nên mình không có tới đó để chăm sóc da nữa. Mong muốn của mình là cho mau hết dịch để mình được chăm sóc da và buôn bán trở lại bình thường, cho bà con đỡ gặp khó khăn hơn. Ngoài việc tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tạm dừng một số hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch, với vai trò là trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Sen, chị Hoàng Yến còn thường xuyên tổ chức vận động kinh phí, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm hỏi, trao quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là chiến sĩ ở khu vực biên giới. Đi lên đó thì mình thấy các chiến sĩ phải rất là vất vả, nắng gắt rồi nhiều khi mưa gió, phải đứng canh suốt 24/24. Thì mình đi là chủ yếu với cái tinh thần của mình là chia sẻ và thăm hỏi động viên thôi. Và mình có chia sẻ một ít quà, coi gọi là động viên tinh thần các chiến sĩ. Để nói chung vùng biên an thì ở trong mình mới được bình an. Cũng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các hoạt động sự kiện tập trung từ 50 người trở xuống phải được thực hiện giãn cách, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp 5K, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Những việc làm này là hết sức cần thiết, quan trọng để góp phần cùng cả nước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay. Long An cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17 tháng 5, trừ lớp 9 và lớp 12. Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi năng lực sản xuất vaccine COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tất cả học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông, học viên, sinh viên trên toàn tỉnh tạm dừng đến trường kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Riêng đối với lớp 9 và lớp 12, các đơn vị tiếp tục tổ chức ôn tập tập trung cho học sinh để chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, ngay khi kết thúc kiểm tra cuối kỳ 2. Trong thời gian học sinh, sinh viên
học viên tạm dừng đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy bù theo hình thức học trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương để đảm bảo hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 theo quy định. Hôm nay, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đến thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy tại ấp 4, xã Long Định. Cơn mưa to kèm theo gió lốc vào chiều ngày 12 tháng 5, 2021 đã làm tốc mái 6 căn nhà tại ấp 4, xã Long Định. Trong đó có 4 căn thiệt hại nặng. Rất may không có thiệt hại về người. Ông Huỳnh Văn Quang Hùng đã ân cần thăm hỏi động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn. Đồng thời ông tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng hỗ trợ các gia đình khắc phục những khó khăn trước mắt. Lãnh đạo huyện đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng quân sự xã giúp đỡ các hộ dân thu dọn các vật dụng và sửa chữa nhà ở để các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Vĩnh Hưng bắt quả tang đối tượng Cao Văn Lên, sinh ngày 2 tháng 3 năm 2020, thường trú tại ấp 2 xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, đang điều khiển vỏ lãi chở 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên kênh 28 về đến nhà kho. Sau khi Cao Văn Lên đã vác hết số thuốc lá nêu trên lên nhà kho thì bị bắt quả tang. Được biết sau khi kiểm tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Vĩnh Hưng tạm giữ tổng cộng 6.750 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Giá heo hơi hôm nay 13 tháng 5 đi ngang ở khu vực miền Bắc, giảm nhẹ tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và khu vực miền Nam. Cụ thể, tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, dao động trong khoảng 67.000 đến 75.000 đồng một ký. Trong đó, giá thu mua thấp nhất khu vực là 67.000 đồng một ký, được ghi nhận tại tỉnh Bình Định. Còn ở khu vực miền Nam, duy trì xu hướng giảm ở một số địa phương và dao động từ 67.000 đến 71.000 đồng một ký. Tại An Giang, giá lúa hôm nay bất ngờ tăng 100 đồng một ký với một số loại lúa. Cụ thể, IR50404 tăng lên 6.100 đến 6.300 đồng một ký. Đài Thơm 8 lên mức 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Như vậy, liên tục trong vòng 2 tuần trở lại đây, Đài Thơm 8 được điều chỉnh tăng giá. Các giống lúa khác ghi nhận giá ổn định. Bên cạnh đó, các loại gạo thường tại chợ tiếp tục giữ giá ổn định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các đơn vị hỗ trợ kiểm tra đối với xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều sắp vào vụ thu hoạch. Cục trồng trọt tập trung rà soát thường xuyên, cập nhật lại tình hình sản xuất, sản lượng vải thiều và kịp thời thông báo những thay đổi trong quy trình chống dịch của Trung Quốc ảnh hưởng đến thời gian thông quan để kịp thời xử lý, đồng thời tập trung cho việc chuẩn bị và hỗ trợ các địa phương để xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản.